Chào cả nhà này. Đấy. Hôm nay Biển lại xuống quay ở trang trại nhà ông anh mình. Hôm nay mình xuống đây cho lợn và cho gà vịt nhà bác ăn. Vợ chồng bác ấy đi du lịch thì nhờ mình xuống trông hộ. Ao rộng rất rộng luôn. Tí tí thằng kia. Đấy, rộng lắm. Cả nhà biết cái gì trắng trắng kia không? Đấy, cái trắng góc kia, đấy là con cá chết đấy. Cá chắc nó bị ngột nước hay làm sao nó chết trắng tinh ở cái góc kia. To lắm, cá toàn chấm to khủng luôn. Đây này, ui. Cá ở đây rồi. Nước ở các mái gật nước không để ý bơm này. Cả nhà này mấy 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 con này chết to chưa? Đấy. Toàn chấm với lại trôi to tướng, mấy cân. Chỗ trắng trắng này, những cái điểm trắng đấy là toàn cá chết nó nổi đây đấy chứ. To. Đấy, những con chấm trắng góc góc đây này, những cái góc kia. Rộng lắm. Nên là cái ao này là mới mua ruộng làm thêm. Này cái táo trang trại sướng sướng lắm, táo này mới đưa ra cái nhiều quả lắm. Quay cái ao chính của nhà bác. Ui ủa đấy, con lại có con cá to quá này. Chỗ lắng này nước nó làm sao nhỉ, giờ giờ chắc là không mình không có kinh nghiệm. Ui ủa lại chết rồi cả nhà này. Ủa chấm to chưa này. Ui ủa toàn loại này kiểu nó bị ngạt thở cả nhà, oxy đấy, kiểu không bơm không sục được đấy. Khí thật, con loại này đâu to thế mà chết tiếc thế nhỉ. Đấy. Đây là cái trang trại nhà bác nuôi gà đấy. Cái chỗ kia là lều ngủ và để trông trang trại. Không trông được. Mãi đi chơi. Điện bác ấy nhờ mình trông hộ cho gà với cho lợn ăn hộ mấy hôm. Mình tiện thể mình quay làm cái clip trang trại nhà bác cho cả nhà, chia sẻ cho cả nhà xem. Ui ôi mấy con này cả nhà này, ui ôi chết trắng nhỉ, chết người không? Đấy đi vắng, ui ôi chết nhiều quá. Để mình ra góc kia mình quay cận cảnh cho cả nhà xem cho sao, không hiểu sao xem nó sặc nước hay kiểu ngạt kiểu gì mà chết nắm thế. Ui ôi trắng trắng muốt đấy, nhưng trắng này toàn cá nổi đấy cả nhà. Này cả nhà này, ui không biết là sao nó chết nhiều thế nhỉ. Đấy chết trắng này đấy. Còn chấm mới trôi to tướng này chết kìa. Ôi sao lạ nhỉ. Mới này chắc nó ngạt oxy làm sao mà chết nhiều thế. Ôi chết nhiều quá là cả nhà này. Chẳng hiểu sao. Toàn loại này mà nó chết nhỉ. Chấm này. Toàn loại này phải 2 cân đổ lên đi nhé. Đấy. Chấm. Con này còn trôi này. Nó ngạt nước sao ấy, kiểu dở dời dở giết đấy, không xương sụp được. Thấy mình không về trang trại này mình không hiểu như thế, họ bảo là phải trông nó mà. Ui dồi ôi, chết nổi anh bành phí chưa. Toàn loại này chết này, kia nữa kìa, góc ao kìa cả nhà, chết nắm thế nhỉ. Kiểu nó đặc, không khí nó đặc quá nó mới chết. Sợ thật, phí quá. À thì bác cá rất to chứ không phải không đâu. Đấy, rộng bát ngát từ đằng kia kìa. Chết bao nhiêu cá lạ thật. Cả nhà này,
Đấy, ba cái bờ ao nhà bác này. Đây là chắc đã mọc dại rồi, như bác cứ để rộng cả một luống này, bị cả nhà biết rau gì đấy không? Đấy. Người quê mình gọi nó rau cà pháo đấy. Còn nhiều nơi người ta gọi rau tầm bóp, mỗi một luống ấy, dài tít lên kia. Loại này xào với lại ăn ngon lắm, xào hoặc luộc. Xào thịt trâu càng ngon. Đây, rau tầm bóp. Người gọi tầm bóp như quê mình gọi nó là rau cà pháo. Quả cây cây cà pháo này, cái quả này, quả nó chín nó tím. Hôm nào chủ nhật thứ bảy họ thịt trâu rồi xuống đi cấu một lắm bạn. Ở bờ ao bác để lại bác rồng này để không phải là rồng để ăn thì mới có này, ngoài đường thì làm gì có. Đấy dại chưa? Tít nhỉ. Toàn rau cà pháo. Còn đây là cánh đồng lúa. Lên nó ở trang trại. Lúa chín vàng thì đang bắt đầu vào mùa gặt. Chín vàng cực đẹp luôn. Họ đang gặt thủ công rồi. Đó. Những cái cánh này là nước nó sâu họ không gặt được. Máy nó không gặt được, phải gặt thủ công. Máy nó sâu lắm. À, nước nó sâu, nó máy nó không nội được, buộc phải gặt thủ công kéo lên bờ cho máy nó phụt. À, đây, kết cái dàn cái luống rau tầm bóp này. Này xào thì trâu ăn rất ngon luôn. Nhiều bác ấy, kiểu rồng một mấy cây nó đẻ ra nhiều lắm. Rất nhiều chứ. Cá thì chết, bận đi chơi đi bời không để ý được, không ai sục được. Mình ngày giờ đúng mình cho vịt cho gà mình có hiểu cái vấn đề đâu mà. Cái nhà này, bút sắn này kho cá cũng ngon, cái sắn này muối chua ngon lắm. Ná sắn miền Nam gọi là lá mì, cây cây mì, ngoài mình gọi là cây 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 sắn. Phong cảnh ấy, ao chuông trang trại nhà bác nhà ông anh trai mình này. Mướp miếc rất sẫn. Nụ mướp này mà có ếch đồng nhưng mà xào cái nụ mướp này rất ngon lắm cả nhà. Nên mình quay những cái clip này nó dài dài đi cả nhà, chia sẻ cả nhà như thế. Tiếc quá, cá chết nhiều quá, tiếc quá. Nhà ấy gà cứ thả hoang ở bờ ao vào trước này, và sao ăn nó chẳng ngon, nhiều lắm. Nó cứ ở bờ ao lúa má nó ăn ngoài đồng ấy thôi, đây này. Ăn rất ngon, ngọt thịt. Đây, cả nhà xem này, cái chanh ấy. Đấy, dân trang trại ao chuồng hơn hơn nhau mỗi cái thôi. Ớt chanh hành tỏi rất sẵn, những chùm chanh xài díu luôn. Cây chanh nhìn thích chưa cả nhà, nhìn thích lắm. Quả xài rất xài. Úi dồi ôi. Này cả nhà này, nhìn cảnh, nhìn cái cây chanh này bác sợ chưa này. Cứ dòng xăng bờ ao đấy thôi mà. Thao ăn còn không hết. Quả xài díu luôn này. Đã thật. Cứ mong mong nước ấy, nhận ra ấy chanh, mua chanh nó phải cái da nó phải nhẫn đi này. Da nhẫn. Quả mong mong nước. Ổi đủ hết. Đấy, phong cảnh nhà bác ấy, cái ao tí đằng kia. Những cái điểm trắng như cả nhà này, những điểm trắng ấy là cá chết đấy. Cá toàn cá to đấy. Cả nhà. Những điểm trắng ấy là toàn cá chết nổi, kiểu nó bị ngạt oxy. Đấy, theo như các đại ca chăn nuôi các nhận định như mình chịu. Đấy. Đây là nhà bác em mua từ đây này.
ruộng bác từ đây cái theo và kẻ, còn nhà người ta không làm trang trại thì người ta cấy lúa. Thế thì cái trang trại anh kia đổ đổ vào đây. Nhiều lắm cả nhà. Cái trang này tốt nên sao vụ này không không thấy quả này cả nhà. Mít to chưa? Không có quả, chắc ăn hết rồi. Đây đúng không? Đầy mít là những cái nốt chặt vừa rồi này, quả nó chặt đầy này, những cái nốt quả này mấy cây thỏ. Những cái chia sẻ trang trại nhau ông anh trai mình mà. Ui, ồ, cá chết khiếp thật, toàn cá chấm to chết. Còn đầu đốc này cũng có một cây mít to nữa này, trong trong chuồng gà đấy, biển cho xuống cho gà này, cây đấy đấy. Hay cả nhà, xuống rồi cho uống nước, bọn này chậu này bị chết khát nước ấy. Xuống quả ngô mà nó có ăn đâu, múc nước phát tranh nhau uống luôn này. Đây này, trước này xây để làm chuồng lợn. Vừa mình phải múc nước cái gáo, múc nước đổ vào cả cái máng này, ngô đầy nó có ăn đâu, đây toàn tròn ngô đâu. Đây con loại gà tre kiểu gì đấy cả nhà này, cái loại đuôi dài gọi là Tân Châu trước gì đấy. Bác nuôi có mấy chục con này thôi thì là để cải thiện, ở quê nó chỉ thế thôi, nuôi để cải thiện, chỉ ăn nguyên ngô hột. Tết đến loại này con cháu là anh em loại thịt. Bớt mấy chục con này, nuôi mấy chục con thế thôi, cải thiện các loại gà nhé. Ăn hồi ngon nhất là cái loại gà trắng trắng này cả nhà kìa. Đấy, gọi gà ta đấy. Chứ còn mấy ông gà đầu đỏ âu này, chân to này, gà gọi là gà nai ép biết rồi. Đấy, còn mấy con gà trắng trắng màu bạc này ăn mới là ngon. Ngon nữa là phải ăn thịt ông gà tre này. Gà tre đấy mà gà tre Tân Châu đuôi nó dài lắm. Nhưng thả ở đây nó cứ đi theo đuôi nó cụt cụt đi. Đấy, đuôi nó dài thì kéo quét hết, nó có hàng mét nuôi. Ấy.